Chào Ly. Chào chị Ngọc Lan, em chào chị Nhi. Dạ, em là Thảo Ly, hiện em đang kinh doanh công việc bán hàng online. Hai ba trai bé và một bé gái. Bé lớn nhất là 9 tuổi, bé giữa thì 7 tuổi và bé nhỏ nhất là 2 tuổi. Rồi ba bé mà tướng người ta như vậy đó, rồi nhìn lại nhìn lại mình đi. Ai nhìn lại mình thì tại vì mình hai con khác với ba con là chuyện bình thường. Lần đầu tiên mà mình biết được mình có thai, bây giờ nhớ không? 9 năm rồi đó. Dạ, lần đầu tiên thì lúc nào nó cũng ấn tượng hơn hết. Lúc đó là em chỉ mới có 23 tuổi thôi, vừa mới cưới. Nói chung là em vẫn còn muốn đi chơi. Em định là khoảng 26, 27 tuổi. Dạ, nhưng mà có thì cũng lúc đó là cũng hoang mang lắm. Ông xã thì sao cũng được ạ. Nhưng mà tới khi báo thì ông xã rất là vui. Em biết là lúc em 9 tuần, bình thường là em ham ăn dữ lắm, ăn cái gì cũng được hết, thích ăn, nhưng mà lúc đó thì nhìn đồ ăn thì rất là căm thù, cảm thấy là không có muốn ăn, người cứ mệt. Em thử thì đúng hai bạch đậm luôn. Chính đậm là luôn. Đậm. Cái chuyện mà chăm sóc cái bụng bầu của mình đó, nó có khó khăn không? Dạ, em thì cũng hay lên mạng để search những cái thông tin. Khi mà mình không biết cái gì thì mình cũng search, biết tin có thì em tìm hiểu. Dạ, em tự tìm hiểu hết, cho nên em cũng không có gì là khó khăn lắm. Nhưng mà mình ngán nhiều không? Dạ, rất là ngán. Tức là ăn cái gì vô cũng ói hết. Ói như là ói mực xanh mực vàng. Sáng đến là coi như là thậm chí không muốn đánh răng luôn, nhìn kem răng cũng muốn ói nữa chị. Dạ. Tới mấy tháng thì mình mới hết cái em hiện tượng? Tới dạ 5 tháng lận. Rồi sau đó là mình ăn uống trở lại bình thường. Dạ đúng rồi, sau đó là bắt đầu là muốn ăn trở lại, cũng có tìm hiểu trên mạng và hỏi bác sĩ. Nhưng mà em thì lúc nhỏ tới giờ em không có uống sữa được. Khi mà đi khám thì thai nhi lúc nào cũng bị nhẹ cân hơn những em bé bình thường. Bác sĩ mới nói là con phải uống ít nhất là phải 4-5 bịch sữa. Nếu không uống sữa bầu được thì phải uống sữa tươi. Thì em bé mới phát triển được. Nhưng mà lúc đó là cảm thấy là không có uống sữa được, nên là cũng buồn lắm chị. Cố ra sức để ăn thôi. Thực sự thì các cái chỉ định y khoa trong cái quá trình mà mẹ mang bầu á, về dinh dưỡng người ta sẽ không có nói với các bạn một cách rất là chắc chắn là nên ăn cái gì hoặc là nên uống cái gì. Nó phải tuân theo đúng một cái cơ chế, đó là đảm bảo dinh dưỡng. Như vậy thì nếu như cái dinh dưỡng đó mà nó không vào được bằng cái nguồn thực phẩm theo những bữa ăn bình thường, ví dụ như đây, ói quá trời ói, ói cho đến 5 tháng mà kem đánh răng nhìn cũng ói, thì bây giờ chỉ có một cách, đó là nạp thực phẩm rất là nhanh thì thông qua sữa. Nhưng ngược lại, trời ơi, cái gì trên đời này em cũng không ngán ngại hết, thì có nghĩa là mình cũng đã bổ sung đầy đủ rồi. Cho nên là đây cũng là một điều mà nếu như các mẹ bầu để ý thì chúng ta hoàn toàn không cần phải quá hoang mang là trời ơi cả làng uống sữa, em không uống thì em có bị gì không. Mình cứ theo đúng cái chỉ định y khoa, đó là đảm bảo dinh dưỡng. Rồi đến khi nào thì đẻ nè? Thường thì con so người ta nói là sớm, thì em cũng giống như vậy. Em sớm trước 2 tuần. Dấu hiệu của em á, sáng đang ngủ 4 rưỡi sáng thì nghe tiếng bụp giống như con bóng nổ vậy chị. Wow. Bóng nổ sao là y chang vậy. Thì mới kêu chồng là anh ơi vỡ ối rồi. Sao lúc em gần đẻ em không có nghe cái tiếng đó ta? Để mỗi người chị không mỗi có vỡ ối. À, mỗi người mỗi khác hả? Ví dụ tôi vỡ ối mà tôi không nghe tiếng bụp nè. Em thì nghe tiếng bụp rất là lớn luôn ạ. Em mới bật dậy thì coi như là ở dưới mình phát hiện ra là đúng là vỡ ối. Thì mới kêu chồng, xong rồi gọi điện thoại cho bác sĩ liền. Bác sĩ nói là cứ yên tâm đi con, vỡ ối cũng chưa có sanh liền đâu. Dạ. Tàn tàn đi vào tắm gội, còn gội đầu nữa. Tại vì biết là sau khi sinh là sẽ phải kiêng cử, nên là phải sạch sẽ. Rồi mới bắt đầu đi tới bệnh viện. Tại vì lúc em cũng chưa có đau bụng, chỉ là vỡ ối thôi. Dạ. Vậy thì lúc nào em mới đau? Dạ, em vào đó xong em thấy trong phòng chờ sinh các mẹ cứ la hét là đau lắm rồi. Xong mình cũng vẫn chưa đau. Thì đợi mãi tới khoảng mà tới trưa là em bắt đầu đau. Đau lắm. Cảm giác là đau mà muốn bẻ cái thành giường luôn á chị. Người ta nói là phụ nữ mà đi sanh á là khi nào mà bẻ được cái thành giường nó cong vòng là sanh được rồi đó. Cũng lại là người ta nói đúng không? Người ta nói vậy. Mình đau đến bao nhiêu lâu thì mình được đưa vào phòng sinh? Nó nhắc tới cái sinh thường thì cũng là cái một cái cơ duyên. Lúc đó là giờ trưa thì mẹ thấy chưa có ăn uống gì hết á, thì mẹ mới đưa cho dĩa cơm tắm. Ăn đi con, lúc mà đỡ đau thì ăn đi con, xong rồi lúc đau thì nắm cái thành giường la. Xong rồi cứ ăn hết dĩa cơm tắm. Thì tới vào phòng sanh thì đau quá, mới xin bác sĩ là hết chịu nổi rồi, cho mổ đi. Tại vì con không có chịu đau nổi nữa. Thì bác mới hỏi là mổ thì có ăn gì chưa. Nó dạ con lỡ ăn dĩa cơm tắm. Dạ ăn cơm tắm là phải sinh thường thôi chứ không có mổ được nữa. Trời ơi, vì một dĩa cơm tắm. Rồi sao? Rồi dạ, phải chịu đau. Phải chịu đau. Nhưng mà cái dấu hiệu về sinh thường là em có đang đảm bảo không?
Dạ có, tuy nhiên thì bé có bị dây rốn quấn cổ hai vòng, bác sĩ nói là sinh thường vẫn được, dạ quan trọng do sức khỏe, tại vì em cũng đau á nên kêu gào hơi nhiều thì cái bị mất lạ sức. Đi dạ lúc đó là phải cố gắng thôi ạ. Với lại em được sinh ở trong một cái phòng mà đầy đủ gia đình, bà ngoại rồi có mẹ em rồi có chồng em, cảm giác là yên tâm. Dạ an tâm. Đó quý vị thấy không, cái chuyện mà liêm sỉ khi mà đi đẻ mà không la không hét vẫn phải ráng đẹp nó cũng có lợi lắm chứ bộ, nó đỡ mất sức. Thấy không? Rồi đồng ý đồng ý. Như vậy thì cái cảm giác khi mà lần đầu tiên em thấy con em ra đời và lúc em chạm được vào con thì nó như thế nào? Dạ khóc. Khóc, khóc dạ. Không biết tại sao khóc mà cái đó giọt nước mắt đó em nghĩ là hạnh phúc á chị. Là mình đã hoàn thành xong một cái nhiệm vụ quá là cao cả. Lúc mà mang thai thì cũng thương lắm. Nhưng mà lúc mà sinh ra cái cảm giác rất là đặc biệt. Mình nhìn thấy một cái sinh linh mà mình do mình tạo ra. Người ta có một cái câu là đường không đi mọc đầy cỏ dại, người không qua lại thì thành người dưng. Thì cái chuyện qua lại giữa một cái đứa bé với bà mẹ nó luôn là một cái qua lại rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là bạn mang nó, bạn bảo vệ nó, bạn nuôi nấng nó ngay từ trong cơ thể của bạn. Và cái thứ hai là cái da sờ da đó, chứ cái khoảnh khắc sờ chạm đó nó cực kỳ quan trọng. Và đó chính là những cái dấu hiệu của yêu thương. Thì cho nên nhiều bà khóc lắm, cứ đẻ ra rồi ai cũng coi như là da kề da, hoặc là chỉ cần mà hộ lý bế em lên xong đây nha con nha là tên nó tuôn trào nước mắt hết rồi. Trừ những bà bị chụp thuốc mê. Rồi vậy thì bao lâu thì mình mới xuất viện nè? Thì sinh thường cho nên là xuất viện nhanh lắm, 2 ngày là được xuất viện rồi. Không có giống như các bà mẹ sinh mổ. Rồi cái quá trình mình chăm con như thế nào? Đứa đầu tiên thì lúc nào cũng có cái sự bỡ ngỡ. Cái lúc là còn đi chơi được nha. Đó. Chứ cái lúc mà đẻ ra rồi đi là có thêm một cái remote thì lúc này là có quạo. Tôi bắt đầu quạo luôn. Quạo không? Nhiều có quạo, quạo không? Đó. Dạ. Quạo đó. Suốt ngày chỉ có kiếm chuyện này chuyện kia để gây mà đâu biết gây với ai. Mẹ thì em không dám gây rồi. Chỉ có gây với chồng thôi. Nhưng mà chồng em thì cũng không có phụ được nhiều, tại vì chồng em là cũng con một á, được một cái là lúc nào cũng xuất hiện trước mặt vợ để vợ lúc nào mà quạo á thì chịu đựng. Cứ hứng thôi ạ. Vậy hả? Dạ. Em không có sữa cho bé. Dạ. Mà lúc đó y tá thì tại sao không cho bé bú đi em, cố gắng lên. Nhưng mà lúc đó là mình cũng cố gắng, nhưng mà mình càng stress thì mình lại càng không có. Đúng rồi. Dạ, dạ. Sau đó thì nó có dạ, ổn có không? Khi mà về nhà bắt đầu cảm thấy là ổn hơn rồi, sức khỏe với lại tinh thần ổn hơn rồi thì bắt đầu sữa nó về. Thế thì khi sữa về rồi còn quạo không? Dạ cũng còn mà đỡ hơn lúc mà chưa có sữa. Dạ nhưng mà cũng quạo á, quạo suốt một tháng nằm ổ. Vậy không là có được sữa ra nó được. Về rồi thì bây giờ quạo vì chuyện gì? Cũng em cũng không biết nữa, nhiều những khi những cái chuyện liên quan, nhiều khi trong nhìn có cái nào nhìn màn bài nó cười nó khóc cũng. Dạ, nhiều khi nước mắt tự chảy xong cũng không biết là mình khóc vì cái gì. Nói thế chưa, chị đâu phải một mình em đâu. Chị đâu có nói là có một mình em, có điều là nhìn màn mà khóc là một mình em. Chị hay cà khịa với em quá. Em biết sao không? Chị á là khi mà chị sanh xong á, chị nhìn gì chúng khóc hết trơn, chị nhìn cái màn ba, chị đang vui nha, coi chị đang ngủ say đang vui, chị nhìn màn ba thì nước mắt chị đứa con nó chảy vậy đó. Không biết không ai làm gì hết trơn cũng tủi thân. Dạ, em cũng vậy á chị. Thế thì lúc đó có ai hỗ trợ mình để mà mình thoát ra những cái gọi là những cái tâm trạng rất là bất ổn như vậy không? Dạ có, nhà em rất là đông người, sáng trưa chiều tối là đều có người hỗ trợ để chăm em bé hết. Nhưng mà nhiều khi trong tháng thì em bé có những vấn đề này vấn đề kia, mình rất là dễ hay khóc. Ví dụ như em bé thì hay uống sữa xong hay ọc ra hoặc chớ ra tí, con khóc mẹ khóc luôn. Cái đó em nghĩ là chắc là do mình tự giải quyết, do bản thân, dạ, mình. Bản thân mình cố gắng. Chứ nhà em thì rất là đông người hỗ trợ. Lúc mới sinh thì em bé bị rất là nhiều cái vấn đề. Lúc mà mình mang thai thì mình không có tìm hiểu được á, mà lúc mà sinh ra thì mới trải nghiệm, cứ cho uống sữa là lại ọc ra. Chị biết cái vòi nước á thì nó cứ phun như thành như vòi rồng. Cái chuyện ăn của trẻ sơ sinh á thì nó đâu có được như người lớn, bởi vì đây là cái quá trình mà con tập để tiếp nhận thực phẩm mà, cho nên là không phải đứa trẻ nào cũng có thể gọi là uống sữa và tiêu hóa bình thường. Cái tình trạng nôn trớ ở trẻ sơ sinh là tình trạng mà rất là dễ hay gặp. À, tại vì nó đòi hỏi cái vận hành từ bên trong, mà trong tháng thì nó luôn rất là yếu. Khi mà mình sanh xong thì dĩ nhiên là mình sẽ có cái sự thay đổi về ngoại hình rất là nhiều. Và em có bị mặc cảm về cái vấn đề đó hay không? Em thì có cô bếp sáng trưa chiều tối là đủ 4 bữa, mà phải nói là ăn 2-3 chén cơm để phải nói ăn cơm nóng thì nó mới có sữa. Rồi ăn thịt thiệt là nóng, nói chung là ăn rất là nhiều, ăn giống như là 2-3 người ăn vậy đó chị. Thì lúc đó là cũng bị tăng, cũng nhìn vô gương thì cũng chết rồi. Cái body của hồi xưa của mình đâu rồi, cái body của hồi xưa của mình đâu rồi.
mà sinh xong á thì giống như là vẫn còn 4 tháng vậy cái bụng mình đó. Đúng chị. Đúng rồi, giống dạ. như bong bóng xẹp xuống vậy. Dạ, nó ghê lắm nên là cũng chảy nước mắt, nói chung là cũng khóc xong rồi gào thét lên là tại sao anh làm tôi xấu như vậy. Nói chung là cũng chửi chồng, đụng cái gì cũng chửi hết á. Body mình xấu mình cũng chửi, mà mình ăn nhiều mình cũng chửi. Có khi nào mà mình ăn một cái món ăn mà nó ảnh hưởng tới con không? Dạ có chứ, trong tháng á chị. Nhưng mà cũng còn có mấy ngày nữa là hết tháng rồi thì em thèm cá hồi quá. Cá hồi mà cá hồi sống luôn á chị, chứ không phải cá hồi chín đâu. Tại vì hồi đó là bé em không có chịu ti mẹ, là phải vắt ra. Cứ nghĩ là về đi xong rồi vắt bỏ cái sữa đầu bỏ đi cái sữa đầu. Dạ, rồi lấy cái sữa mà sau á cho uống chắc là không bị gì đâu. Đi ăn xong rồi về cho bú bình thường chị. Thì khoảng nhanh lắm chị, 1-2 tiếng sau là em bé bị phù hết người. Ủa nhưng mà lúc đó là có bỏ sữa không? Dạ có. Nhưng có mà đâu có nghĩa là bỏ sữa là nó đã hết cái dương chứ. Lúc đó em cứ nghĩ như vậy. Nó có một cái nghiên cứu đó là cơ thể của bạn là những gì bạn ăn cách đây 6 tháng. Ồ. Có nghĩa là cái hộp xôi của tôi sáng nay là 6 tháng sau nó mới trổ ra. Lùi ơi, mẹ cảm thấy có lỗi với con quá. Nếu như mai mốt con coi chương trình này thì con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ sẽ thú nhận với con một sự thật. Mẹ đã từng ăn một món không hợp với con. Ngày xưa lúc sanh con xong con được 1 tháng, mẹ ẵm con đi chơi nhà hàng xóm đánh tiết canh. Và mẹ đã ăn tiết canh. Và mẹ đã ăn tiết canh nhưng mẹ về mẹ bỏ sữa. Em bỏ 2 ngày. Con bú thì sau 2 ngày con bú sữa của mẹ thì mẹ cũng cảm thấy là bình thường. Nhưng hôm nay là mẹ thấy mẹ sai rồi. Mẹ bắt đầu 6 tháng lận. Trời ơi, rồi sao em không phù ra? Dạ đúng rồi, phù bàn tay, bàn chân, lỗ tai. Nói chung là mặt mày là phù hết đó chị. Rồi sốt cao, khóc. Thì chị biết em bé trong tháng là lúc đó em biết ngay vấn đề là cái gì luôn đúng dạ, không? Đúng đó, em mặc biết dù mình đã bỏ sữa đầu nhưng mà mình cũng hiểu là cũng không chưa an toàn. Dạ ẵm sóc con đi bệnh viện liền. Bác sĩ lúc đó là la rất là nhiều. Tới bây giờ em vẫn còn y nguyên cái cảm giác đó. Bạn sau là em kiêng tới 4-5 tháng không dám ăn hải sản luôn. Dù là có thèm hay không thèm thì chỉ có nghĩ tới con và nghĩ tới em bé đầu. Đó, chỉ cần có lý do, đó là con, là coi như vượt qua tất cả. Khi mà uống thuốc về thì khoảng 2-3 ngày là bé hết phù. Nhưng mà cũng vẫn ngứa, rồi cứ gãi, rồi thấy thương lắm chị. Dạ, khóc. Sức khỏe của con là như vậy. Bây giờ về sức khỏe của bà mẹ sau sinh thì như thế nào nè? Nói chung là sức khỏe cũng yếu hơn. Là bây giờ mà kêu mà đi ra biển mà chơi như hồi xưa là không có chơi được. Cũng trải qua quá trình sinh nở cũng nhiều. Nhưng mà cơ bản là bạn này lấy dáng rất là giỏi. Đúng luôn rồi. Sinh hoạt vợ chồng nó có thay đổi gì hay không sau khi mà mình sanh em bé? Sau cũng vỡ kế hoạch chị. À, vậy là khi mà em cho bạn đầu bú được 7 tháng á, bạn đầu em định là cho bú 1-2 năm nữa, bằng hoàn toàn bằng sữa mẹ. 7 tháng là giống như bầu trộm á chị. Cũng không biết luôn. Trộm gì đâu trộm, mấy anh mấy chị cứ rung rinh cái giường mà. Mấy anh mấy chị cứ rung rinh cái giường. Dạ. Nên là cũng 8 tuần. Kinh nghiệm cũng có rồi mà không hiểu tại sao cũng 8 tuần mới biết. Có thể là do các bạn cũng hơi chủ quan. Và đặc biệt là có thể do cơ thể của em. Với hai cái chia sẻ là cả hai lần sinh thì em đều biết là mình mang thai rất là muộn. Cho nên cuối cùng là gì quý vị, thực ra mọi thứ đều nên có kế hoạch. Bởi vì khi mà có kế hoạch rồi á thì mình sẽ tự, có nghĩa là nhận những cái dấu hiệu của nó rất là nhanh và rất là nhạy. Và bản thân mình cũng tự tin hơn trong cái việc mà đón nhận những cái sự việc sắp tới. Đứa con đầu là đã 9 tuổi rồi. Ngày hôm nay mình có một cái điều gì gọi là hôm nay em đến đây cũng muốn nhắn gửi với mẹ, các mẹ bỉm sữa là hãy tự tin lên. Bởi vì ở độ tuổi nào bạn cũng có thể làm mẹ được. Bạn hãy cố gắng nghĩ tới con của mình hơn. Chồng em thì em cũng thấy là trong quá trình mang thai thì chồng em cũng hoàn hảo rồi. Nhưng mà em cũng muốn nhắn gửi tới những người làm ba thì cũng cố gắng là chăm sóc vợ mình trong cái khoảng thời gian mà bị stress sau sinh hơn. Lúc đó vợ mình không có kiểm soát được cảm xúc thì hãy cố gắng thông cảm hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Thảo Ly đã đến với chương trình và mang câu chuyện của mình để chia sẻ với tất cả mọi người. Em tên là Đỗ Thị Thanh Kim Hồng. Tuổi thì trên giấy là sinh năm 1982 nhưng mà tuổi thật là tuổi con heo á, nên sinh 83. Quê quán thì ở ấp 3 xã Thịnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là hiện tại là đang công tác tại trường tiểu học Thành Lợi 2, ở trong ngành giáo dục.
Chị là cô giáo đúng không? Dạ. Ủa vậy là có đang đi dạy hay gì không chị? Đúng rồi, làm việc ở văn phòng. À, làm việc ở văn phòng. Rồi, rồi chị nói giùm em một chút điểm mạnh điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm em nha chị Hồng. Điểm yếu thì nói chung cũng có nhiều điểm yếu, ví dụ như nói về gia đình đó thì không có khả năng làm dâu tại vì đi làm á, đi làm suốt đó. Còn đường tình duyên thì hồi lúc như năm 2010 là có kết hôn rồi, cũng có ly hôn rồi, hiện tại là sống độc thân. Còn điểm mạnh đó thì không biết, chưa phát hiện. Ly hôn mình nói thêm đi chị ơi. Hồi trước ở với nhau bao lâu rồi tại sao ly hôn? Là sống với nhau từ năm 2010 nhưng mà tại vì do nên là hai bên không có con á, rồi không có cái sợi dây ràng buộc trong gia đình á. Rồi cái không có con là do ai chị, là do bên chị hay do ảnh? Do nơi bên kia, nhưng mà khi mình không chung thì em cũng đề nghị mình không có nêu rõ như vậy á, mình chỉ nói là không có con thôi, chứ thật ra thì bác sĩ khám là do nơi bên nam hiếm muộn á. Tại vì cái này nè, bây giờ nếu mà chị lên chương trình á, có nghĩa là mình cứ tôn trọng sự thật thôi. Nó là làm sao thì nó là như vậy. Tại vì khi mà lên mà chị nói là chị không có nói á, thì giờ em hỏi chị nè. Chị nói như vậy rồi cái người nam làm sao người ta dám bấm nút với chị? Người ta nghe người ta sẽ, người ta nghĩ là do chị thì sao? Cái mà tụi em hỏi á, là để biết được là à, cái tương lai á, là chị có sanh được không, hoặc dự định của chị nữa. Nhiều khi cái người đàn ông mình cũng phải tôn trọng người ta, khi người ta tham gia người ta cũng muốn biết sự thật để được người ta bấm nút, người ta tìm hiểu mà chị. Còn chị đâu có nói xấu đâu, ví dụ giờ chị là người chị không sanh được đi mà chị lên đó chị nói dối á thì nó khác. Còn nó là sao thì chị cứ nói như vậy, thì phải cái anh kia anh không sanh con được thì chị có nói anh có sanh được thì anh cũng đâu có sanh được đâu. Nó thật sự là như vậy, nhưng mà chị có điều là ví dụ như chị nói là ừ bản thân chị có thể sanh được. Ừ, thì cũng như là chương trình né tránh dùm tại chị sợ người ta đúng không? Mình không có chỉ trích ai, nhưng mà ví dụ như khi mà hỏi hôn nhân của chị làm sao thì nói tại tụi em sống với nhau không có con, khám thì khám em bình thường. Chỉ chị nói vậy thôi chứ chị đâu có chỉ trích anh kia đâu. Dạ. Đúng không? Và cái đó thật ra nó cũng không có chỉ trích được nữa, đó là vấn đề của người ta thì ảnh sẽ tự anh lo chuyện đó. Nhưng mà vấn đề chị nè, chị đi kiếm chồng nữa nè. Thì cái người kia người ta muốn biết chứ, đúng không? Chị hiểu ý em không chị Hồng? Dạ. Ừ, chứ em cũng đâu có muốn là lôi anh kia vô để làm gì, ảnh đi kiện chương trình nói sai thật là mệt nữa. Thì ha. Đó, tại em sợ dòng họ người ta coi, cái người ta nói lên đó kêu kêu người ta. Chị nói về phía chị thôi. Chị nói về phía chị thôi, như nãy em vừa nói, ví dụ hỏi lý do làm sao chia tay. Ờ thì tại vì vợ chồng em sống với nhau 10 năm mà không có con. Rồi nhiều khi ví dụ như MC người ta có thể hỏi, người ta gọi là một cái câu chuyện mạch chuyện người ta hỏi thôi. Người ta sẽ hỏi là do ai hỏi để mà cho nhà trai rồi cả gia đình người ta ngồi dưới người ta nghe nữa, chị hiểu ý không? Cho nên là mình cũng phải hỏi kỹ những cái phần đó để mà cái quyết định mà có bấm nút hay không đó. Mà khi người ta hỏi thì chị có nói tại em thì khám là em bình thường đó. Đúng không? Cái lý do là chia tay đi, bổ sung lý do chia tay thêm cái là không hợp nha. Cụ thể là gì chị? Không hợp là gì chị cũng phải kể ra hà, chứ chị không có nói chung chung vậy được. Không hợp là chị lúc đó chị thì lăng nhăng, ảnh thì thủy chung, hay là chị thì không lo gia đình, ảnh thì lo gia đình. Không hợp cụ thể là gì chị chia sẻ giùm em. Có nghĩa là giống như là nãy nói là do nơi gia đình chưa có con đó, cho nên cái sợi dây ràng buộc nó không có được chặt chẽ đó, rồi cái lâu ngày tình cảm phai nhạt, rồi thường hay những bất đồng quan điểm này nọ, cho nên là gọi là không hợp nhau chứ thì không có ai thì đúng rồi, thì có nghĩa là cuối cùng cũng bắt nguồn từ cái việc không có con theo như chị nhận định, đúng không? Còn về tính cách này kia nó đâu phải gọi là ảnh rất nóng tính, anh thường đánh chị đâu, mà là chị đang kể vậy là nó ra lại là cái vấn đề là không có con gì nữa, là do không có con nó mới sinh ra cái vấn đề tình cảm không hợp, đúng không? Chị hiểu ý nói không? Chị nói cái lý do khác, nhưng mà cái lý do đó là cái lý do đến sau, cái đến trước là cái không có con, cái như chị đang nói thì có nghĩa là chị nghĩ rằng có con thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn không? Cũng không biết được nữa, tại vì tương lai không biết được. Nhiều khi cái duyên cái nợ mình tới đó hết á, rồi cái có con thì nó cũng sẽ mâu thuẫn cái khác nè. Đó đúng rồi đó, có con là nó bị chuyển khác.
Cho nên nếu mình nói là do này không có con không thì người ta nói người này người kia, người ta cũng sẽ nói này nọ, cho nên mình nêu một hai ba cái lý do cho nó lỏng lỏng ra bớt. Trời ơi khổ ghê luôn á, tham gia chương trình em nói chị nghe, nếu người ta đã không thích chị rồi á, chị không có lý do người ta cũng đẻ ra lý do người ta nói nữa, hiểu ý em nói không? Cho nên giờ chị tham gia là chị phải biết là chị phải chấp nhận cái dư luận nha. Em dĩ nhiên là chị cứ là chị thôi là được rồi, nhưng mà như em nói vậy đó, nếu mà chị lo cái việc người ta nói thì chị sẽ bị khổ á, tại người ta cũng sẽ nói à, người ta ghét chị là người ta nói à, chị hiểu ý em không? Ừ đó, còn cái lý do thì mình lên mình cứ chia sẻ thoải mái, dĩ nhiên là góc độ chương trình là không có phải là nói cái gì nó nhạy cảm quá đâu, chị yên tâm, nhưng mà cái câu chuyện mình phải rõ ha, được không chị? Được. Trời ơi khổ ghê luôn á. Rồi, ở chung cái ảnh là bao nhiêu năm chị ha? 2010 năm nay 2024 là chị chia tay. Là chị ly hôn được bao lâu rồi? Ly hôn hồi tháng 6. À là mới đây đó hả? Tháng 6 này hả? Tháng 6 hè năm rồi á, nghỉ hè. Hôm nay gần giáp năm. Trời đất ơi, vậy ở chung với nhau lâu quá rồi mà sao không ở luôn cho rồi chị? Thì đó, tại vì thấy nó lớn tuổi rồi mà không kiếm được con đó, rồi với lại thấy rồi không có con, rồi nói chung là mỗi người mỗi chí hướng rồi suy nghĩ. Mà ý em á là anh chị sao không nghĩ là mình không muốn là sinh con nuôi hay là gì à? Tại vì cũng đi thử nhiều nơi rồi, rồi cũng thấy nhiều tình huống, em thấy con nuôi nó giống như cái gen không phải cái gen của mình á, rồi nuôi nó lớn lên nó không ngủ lắm, cho nên rồi ở lúc nào đúng rồi cưới nhau khoảng 5 năm là có quyết định đi sinh con nuôi, nhưng mà do này cái duyên chưa tới nên sinh không có được. Rồi cái thấy sinh cháu nuôi thời gian, cái thấy ý là cháu của mình mà mình nuôi nó, mình thấy còn không hài lòng, người con người ta mình sinh về mình nuôi rồi làm sao người ấy, rồi thôi thấy vậy rồi quyết định không có sinh con nuôi, cháu nuôi vậy chưa sinh được thì nuôi, còn không có sinh được. Khổ ghê luôn á, bởi hai vợ chồng cứ nghĩ vậy là thôi rồi, con ruột tôi đây nè mà tôi nuôi nó tôi còn khó chịu muốn chết đây nè, con nào cũng vậy hết trơn á mình nuôi. Nhưng mà nếu mà như vậy là ý chị là bây giờ chị muốn chị cũng muốn sinh con đúng không? Ý là cái tuổi của chị thì chị cũng không ngại chuyện đó đúng không? Đúng rồi, nhưng mà giờ lớn tuổi quá cũng không biết có sinh được không nữa, cho nên dạng như cậu Mai đi. Ừ. Trời ơi bà sanh mà bà nói vậy phải tin tưởng là mình sẽ sanh được chứ chị, bốn mấy tuổi còn sanh được mà nhưng trứng đây còn trứng là còn sanh. Trời, tôi cũng đang tính sanh mà tôi nghe tôi nhỏ hơn chị 1-2 tuổi, nhưng mà nghe chị tôi tính đẻ rồi nè, mà chị nói câu đó sao tôi suy nghĩ quá vậy. Tại biết sao không? Tại vì như chị sanh thì chị sanh con lúc nay nó đỡ, còn mấy người lớn tuổi mới sanh đứa đầu tiên nó sợ có nhiều cái à, vậy đó ha. Ok, cảm ơn chị động viên nha, giờ chị không lẹ là em sanh trước chị ha. Thôi ok chị, rồi bây giờ vậy thì bây giờ mong muốn à, thế thì mới ly hôn 6 tháng là cái quyết định ly hôn là ai đưa ra chị? Dạ em đưa hả? Ừ. Rồi ok, rồi lúc đó thì cái môi trường chị làm sao, không tìm được người phù hợp hay phải tham gia chương trình chị? Nói chung là xung quanh dòng họ bạn bè thì người ta cũng giới thiệu mình này người kia mà không sao, cho nên đi lên chương trình coi có thấy cầu mang hả? Nó có khác hơn không? Nhưng mà ý em này nói thiệt đôi, chị em tâm sự thôi, là ý là sao? Tại vì còn gặp đàn ông như là như bản thân mình là không có thích là đàn ông là nhậu nhẹt hoặc là hút thuốc còn nhiều đi, mà người ta giới thiệu thì toàn là thấy là tại vì ở cái xứ này là xứ thịnh là em dùng nông thôn lắm, cho nên là đàn ông toàn là gì phì phà thuốc chứ không có tàu đâu có chịu nổi đâu. Ừ đúng rồi, không thích hút thuốc đúng không? Đúng rồi, vậy thì chị đưa ra cái hình mẫu của chị luôn đi, chị thích một người như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Ngoại hình thì không nhất thiết, tuổi tác thì cũng muốn đưa yêu cầu được nó kỹ tuổi là được, còn nhượng thì yêu cầu là không hút thuốc lá, không có cờ bạc đỏ đen cá độ rồi mình kia, không có mà dạng giống như mà mua vé số nhiều á, có nghĩa là mình đồng tiền là mình phải đồng tiền mình làm ra, chứ không có phải là tối ngày cứ cầu mai rồi gặp vé số mà mua nhiều đừng mong làm giàu. Ừ.
Ví dụ như có nhậu đi nữa thì nhậu xã giao hoặc là công việc rồi, chứ không phải mà nhậu như hủ chè, cứ ai tới nhà cũng phải nhậu, ai tới nhà cũng phải nhậu, và đối thừa bạn tới nhà là phải vậy. Trời. Một cái nữa là một người chỉ cần có ý chí phấn đấu trong cuộc sống, không phải là làm cái gì thất bại cái đổ thừa lý do đổ thừa này nọ, mà phải tìm ra cái nguyên nhân để mình khắc phục làm sao. Rồi ví dụ như đi đâu hoặc là làm cái gì á thì về thì tự động nói, chứ đừng có để tới mà vợ hỏi mới nói, để tới hỏi sau mới trả lời vậy. Vấn đề đó là không có câu tiếp theo mới nói, mà không thích cái này đó vậy, giống như là cái khảo nha. Rồi gì nữa không chị? Rồi bây giờ quê quán ở đâu, anh đó ly dị đang nuôi con này, chị được không? Nói chung là nuôi con hay không thì nó không quan trọng, mà cái tính tình phải hợp với nhau mới được. Cho nên là ví dụ qua chương trình thì qua, nhưng cũng phải qua một thời gian thì cũng kết luận được, đúng không? Còn là ví dụ như em, tại vì em đang công tác đó, cho nên là cái yêu cầu là được cái người trung tỉnh đó thì sẽ mừng hơn. Tại vì trung tỉnh thì khoảng cách địa lý có gì mình dục như sau này có kết quả thì ví dụ như gia đình bên nội bên ngoại rồi nó cũng gần, còn ví dụ như ở xa quá thấy cũng bất tiện. Bây giờ công tác trong ngành là không có chuyển được, ai làm đâu là phải học vậy đó hả? Yeah. Nói chung là cái cơ duyên nữa chị ha, tại vì nhiều khi chị nghĩ cái chuyện chị sanh thì sao, mà sanh con thì mình cũng sẽ phải nghĩ thôi, nhưng mà cái quan trọng chỉ cần ông chồng hay chỉ cần công việc nữa, trong cái người đàn ông mà trời ơi phù hợp thì ở đâu mà mình đi không được, ok hà, thì sẽ tìm cái người. Ví dụ như cái người đàn ông người ta có ý chí phấn đấu trong cuộc sống đi, thì ví dụ việc làm ổn định thì người ta cũng làm ra đồng tiền để nuôi vợ con, còn không có việc làm ổn định người ta cũng tự tạo ra việc làm để người ta làm, chứ người ta muốn mà để mà dựa vào người phụ nữ. Dạ. Cho nên là tập ok nha. Trọng nhưng mà đừng có tự ái cao là được. Dạ. Rồi ok chị, em ghi lại những cái tiêu chí này, nếu mà được chọn thì lên Sài Gòn đi ghi hình là chị đi được đúng không? Cái đó là những cái mình phải lên Sài Gòn ghi hình mới được hả chị? Đúng rồi chị, là mình quay chương trình là mình quay ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là không, cho nên là ý chị là chị muốn sao? Mình có cách nào mà theo chương trình giới thiệu cho hai bên liên lạc? À cái đó thì không chị ơi, không chị ơi, tại vì cái đó nói chung là tụi em ở đây thì lên chương trình thì có test giấy tờ này kia rồi, nó còn chưa có chắc ăn nữa, mà cái giới thiệu đó thì nó nguy hiểm lắm, nên là bên em không có làm cái đó nha. Nếu như vậy thì em mong là chương trình có sắp xếp đi như vậy thì đi vào thời gian nghỉ hè, nếu như tại vì công tác ngành nước trượt nghỉ hè nó mới rảnh hơn. Tại vì chị làm văn phòng nhưng mà cũng khó nghỉ vậy luôn hả? Không phải khó nghỉ mà điều công việc mình nhiều á, nhiều khi á mình đi nửa buổi thôi không được hả chị, nửa buổi thôi không được hả? Tại vì em đi xe giả lắm, ví dụ như mà ngày mai là tới phải không, là em phải đi trước bữa hai bữa lên em ở trên đó, tại vì đi xe là dở dữ dằn dở luôn á. Trời ơi khổ vậy, trời ơi nửa buổi đi có 3-4 tiếng, lên ráng lên. Bạn chị có thể chị đi sớm xíu, ví dụ chị đi trong đêm á là chị nằm chị nghỉ rồi tới sáng 10 giờ mình ghi hình ví dụ vậy. Với lại đó. Từ nhỏ tới lớn chưa đi Sài Gòn lần nào nữa. Trời ơi vậy đó hả, rồi đôi hơi sợ luôn. Hey, khổ ghê. Thôi cái đó chị suy nghĩ thêm nha, chương trình sẽ liên hệ lại cho chị, tại vì mình cast ở đây chưa chắc mình đậu nữa. Mình đậu á thì mình mới được đi, mà đi là cơ hội của mình, thì cái cơ hội mà cơ hội thì nó không có miễn phí đâu chị, nó phải đánh đổi mình mới có được chị nha. Ha, cho nên thì em cũng chỉ có thể nói vậy, tại vì cái cơ hội này là của chị. À, tụi em trao cơ hội mà chị không nhận thì người khác nhận thôi. Nha, rồi suy nghĩ kỹ về cái phần đó nha, về sức khỏe tất cả mọi thứ của mình, em cũng rất là say xe luôn á. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi nói tôi lên để tôi kiếm chồng là tôi sẽ bất chấp tôi đi luôn á. Trời ơi phải cố gắng lên chị ơi nha. Dạ. Rồi ok chị, rồi vậy ha, em cảm ơn chị Hồng nhiều, phần casting của chị xong rồi đó, chị kết thúc cuộc gọi nha, chào chị ạ. Dạ.